Nhà nghỉ cho rẻ chưa chắc rẻ đâu. Sau nhiều chuyến mà mình đi du lịch đó thì mình thấy giá phòng ở cũng tùy nơi và tùy địa phương. Có một số điểm như Đà Lạt thì rất là mạnh về mảng du lịch, nhưng mà chúng ta biết cách tìm cái vị trí mà nó không có đắt đỏ quá thì vẫn có những cái giá tốt. Còn những cái địa phương như Tà Đùng nè thì lại chưa mạnh về du lịch lắm, nhưng mà giá phòng ở thì lại rất là cao. Thì đợt này mình có ở Mỹ Tho, Tiền Giang bên cái khách sạn là An Nhiên. Nơi đây phòng ốc còn rất là mới nha, và giá thì khá là mềm. Mình sẽ để giá ở đây cho bà con tham khảo, khoảng qua đêm thì khoảng 250 tới 350 tùy. Có nhà để xe ô tô và để xe máy luôn. Phòng ốc rất là sạch. Nhưng mà book được cái giá 250, mà ở khách sạn phòng như thế này còn hơn cái đợt qua mình ở bên Cần Thơ nhà nghỉ mà giá rất là không hợp lý. Nếu cần ở lại Mỹ Tho thì mình nghĩ đây là một cái điểm đáng để bà con note lại khi cần.